Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình vừa hoàn thiện lắp đặt một bộ màn hình Android cho xe Toyota Vios. Thì sau đây mình sẽ thao tác một số cái ứng dụng mà sau khi lắp màn Android thì anh em sẽ sử dụng được cái tính năng gì. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy cái đầu nguyên bản của xe Toyota Vios 2018. Đây nó chỉ là một cái đài không thôi, không có tính năng gì, chỉ có tính năng nghe FM thôi. Rất là nhàm chán và anh em sử dụng thì không có bản đồ, không có nghe nhạc, không có giải trí, không có gì cả. Đấy thì sau khi mà lắp đặt lên một chiếc màn hình Android thì nó sẽ như thế này. Đấy, đầu tiên về giao diện, về độ thẩm mỹ thì là nó thẩm mỹ nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó sẽ có bản giữ riêng dành cho từ dòng xe nhá. Đấy, khi mà lắp đặt xong một chiếc màn hình Android như thế này, nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như nhiệt độ này, thời gian này, lịch này, đó, tất cả các cái thông tin nó sẽ hiện ở trên này và hiển thị cả tốc độ anh em khi di chuyển luôn. Thao tác cũng rất là đơn giản thôi. Đây nó như một chiếc iPad và nó kết nối trực tuyến online qua SIM 4G hoặc là kết nối Wi-Fi. Anh em có thể là cắm SIM 4G hoặc là anh em có thể kết nối Wi-Fi như một chiếc iPad bình thường. Đó là một cái thiết bị thông minh ạ. Đấy, đầu tiên thì anh em phải nói đến là cái tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, mở các nội dung trực tuyến trên YouTube. Đó. Đấy. Nội dung trực tuyến trên YouTube anh em có thể kết nối và xem. Và cái anh em cần thiết nhất đó là cái bản đồ. Với anh em nào hay đi xa thì cái bản đồ cực kỳ quan trọng, bởi vì là khi mà anh em sử dụng những cái màn chưa có bản đồ ấy thì anh em đều phải cầm điện thoại. Nó rất khi mà lái xe thì rất mất tập trung. Thì khi mà lắp đặt xong thì nó sẽ có bản đồ cho anh em sử dụng. Đây là cái ứng dụng Google Maps cũng như cái ứng dụng sử dụng y hệt như trên điện thoại anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần tìm địa chỉ thôi là bản đồ sẽ dẫn đường. Đó, và cái thứ hai nữa mà anh em mà đi tỉnh nhiều ấy thì là có bản đồ hỗ trợ cảnh báo giao thông. Đấy. Bản đồ Việt Map S2 nhá. Sử dụng là anh em nào mà đi cái tỉnh nhiều ấy, đi đường trường nhiều ấy mà những cái cung đường lạ ấy, thì anh em sử dụng cái bản đồ này cực kỳ hay luôn, có cảnh báo giao thông, có cảnh báo phạt nguội, có cảnh báo tốc độ. Đó. Và một cái nữa là cái phần mềm ra lệnh giọng nói thì anh em chỉ cần thao tác là phần mềm ra lệnh giọng nói, anh em chỉ cần ấn vào đây thôi. Anh em có thể mở cái nội dung anh em cần muốn tìm, ví dụ như trên YouTube hoặc là cái địa điểm anh em muốn tới. Bây giờ mình sẽ thao tác cho anh em xem. Mở video nhà trẻ 2024. Đó, thì anh em thấy sử dụng rất là tiện đúng không ạ? Khi mà anh em muốn mở cái nội dung gì mà khi anh em lái xe anh em chỉ cần nói thôi, anh em không phải ấn đâu, không phải thao tác bằng tay nữa. Đấy, và các nút rảnh tay trên vô lăng, tăng giảm âm lượng, nút next, nút quay lại vẫn sử dụng bình thường nhé. Đây, mình sẽ tìm kiếm địa chỉ rồi dẫn đường cho anh em xem. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đó. Anh em chỉ cần một câu lệnh thôi là sẽ bản đồ sẽ hiện ra cho anh em. Đấy, anh em thấy sử dụng rất là tiện đúng không ạ? Và cái mức chi phí mà để anh em bỏ ra mà để trang bị một cái bộ màn hình Android hiện tại đang có giá rất là tốt 2024 rồi. Như một bộ màn hình này tích hợp cả camera hành trình hình trước và cam lùi UHD như thế này thì giá thành hoàn thiện lắp đặt chưa đến 6 triệu đồng anh em nhé. Đó, thì anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc lân cận khu vực Thái Nguyên cần lắp đặt tham khảo tư vấn về màn hình Android, em mời qua Agala Thái Nguyên hoặc liên hệ theo cái số hotline em để trên đầu trang anh em nhé.